Video này là video rất quan trọng, đây là kinh nghiệm và những góp ý thực tiễn trong quá trình tập luyện của tôi diễn tả cái cảm xúc của mình. Đó là yếu tố đầu tiên các bạn phải nắm. Và điều các bạn cần nhớ thứ hai đó là làm sao để âm thanh của mình thoát được ra ngoài một cách thoải mái nhất, tự nhiên nhất. Chào các bạn đã đến với những video học hát nhanh của tôi là thầy Phong Hai Nốt. Nếu như các bạn đã xem đến video này thì chắc chắn các bạn đã xem hết 5 video còn lại. Nếu như chưa, các bạn hãy lập tức bấm vào link này để xem các video nhé. Video này là video rất quan trọng, đây là kinh nghiệm và những góp ý thực tiễn trong quá trình tập luyện của tôi. Lưu ý thứ nhất, các bạn hãy quan tâm tới yếu tố sức khỏe. Vì nếu như không có sức khỏe thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào có được một cái làn hơi hoặc là một cái thể lực tốt để có thể tập luyện được. Vì vậy hãy thường xuyên tập luyện thể thao, bất kể một bộ môn nào các bạn cảm thấy thích, có thể là nhảy múa, có thể là gym, vân vân. Hoặc nếu như các bạn cũng có thể tập chạy bộ. Lưu ý thứ hai là các bạn phải tập luyện hát thường xuyên. Không có bộ môn nào mà chúng ta tập một thời gian rồi chúng ta nghỉ một thời gian vài tháng rồi chúng ta quay lại tập mà chúng ta vẫn giữ vững được cái trình độ chuyên môn như vậy. Chắc chắn chúng ta sẽ phần nào chúng ta quên đi tất cả các bộ môn, dù là thể thao và kể cả kinh tế. Chúng ta phải thường xuyên tập luyện để nâng kỹ thuật của mình lên và chúng ta giữ được một cái tinh thần và thể lực ổn định nhất. Nhớ nha, thường xuyên tập luyện. Lưu ý thứ ba, học phải đi đôi với hành. Khi các bạn nắm được những kiến thức, những kỹ thuật rồi, các bạn phải có môi trường để các bạn thực tiễn, thực tế. Vậy hãy đến những quán cà phê, phòng trà hoặc là những sân khấu để thử trải nghiệm mình. Khoan nói tới chuyện kinh phí ở đây, chúng ta chỉ cần một môi trường để tập luyện. Hoặc đơn giản hơn, các bạn hãy tham gia vào những câu lạc bộ, trường lớp, những nơi mà có những người bạn cùng đam mê với mình và cùng nhau tập luyện. Lưu ý thứ tư là một lưu ý cực kỳ quan trọng. Nếu như chúng ta học kỹ thuật và kiến thức rất là nhiều, các bạn không chỉ học ở tôi mà có thể xem rất là nhiều video của các thầy cô khác, thì các bạn sẽ có rất là nhiều những kiến thức và kỹ thuật, nhưng các bạn sẽ áp dụng như thế nào vào trong bài hát là hiệu quả? Thì tôi có một góp ý với bạn, bạn chỉ cần nhớ hai điều thôi. Thứ nhất là diễn tả cái cảm xúc của mình thật là tốt bằng việc là các bạn phải thực sự có một cái kiến thức về hát cảm xúc. Đó là yếu tố đầu tiên các bạn phải nắm, đó là hát làm sao để diễn tả được cái cảm xúc thật nhất của mình, hay nhất của mình. Và điều các bạn cần nhớ thứ hai đó là làm sao để âm thanh của mình thoát được ra ngoài một cách thoải mái nhất, tự nhiên nhất. Lưu ý thứ tư này sẽ giúp cho các bạn hạn chế suy nghĩ quá nhiều về việc làm sao để chúng ta có thể hát hay một bài hát. Trong lúc hát các bạn chỉ cần nhớ giúp tôi hai yếu tố thôi, đó là thoát âm thanh càng vang, càng rõ, càng xa càng tốt, và sau đó là diễn tả cảm xúc thật là thoải mái, thật là feeling vào trong bài hát. Nhớ điều đó là đủ. Nếu các bạn trong quá trình tập luyện gặp quá nhiều những khó khăn không thể giải quyết được, hãy liên hệ số điện thoại bên dưới, Facebook hoặc là website của tôi. Tôi sẽ cung cấp cho bạn những giải pháp để giải quyết những vấn đề đó. Vậy là đã kết thúc 5 lưu ý. Chúc các bạn thành công trong quá trình tập luyện ca hát của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là thầy Phong Hai Nốt. Won't you let the light shine through for you?